Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh của Chubby. Giới thiệu cho những bạn nào mà lần đầu tiên đến với video của Chubby, Chubby là một bác sĩ da liễu đã có những chỉ hành nghề. Và những video của Chubby thì được thực hiện dựa trên những thông tin y khoa hoàn toàn chính thống, cũng như là những kinh nghiệm thực tế của Chubby luôn trong việc khám và điều trị cho bệnh nhân trong nhiều năm qua. Dạo gần đây thì có nhiều người hỏi Chubby rằng sao hồi trước bác sĩ nói nhiều về da, bây giờ bác sĩ lại nói nhiều về bệnh vùng kín vậy ta. Thế này mình nói nhanh thôi ha các bạn ha. Da liễu thì sẽ gồm da và phần phụ của da, tức là lông, tóc, móng, và thêm một cái phần nữa đó là liễu. Liễu tức là những cái bệnh mà lây truyền qua đường tình dục á các bạn. Ví dụ như là giang mai nè, sùi màu gà nè, mụn cóc nè, mụn rộp sinh dục vân vân. Ở ngay cái vùng kín miễn sao đối với phái nữ là từ cổ tử cung đi ra ngoài thì nó vẫn thuộc chuyên khoa của Chubby đó các bạn. Và trong video ngày hôm nay á thì Chubby sẽ chia sẻ với các bạn về việc khá là tế nhị, đó là làm sao để tự khám được HPV tại nhà. Có nhiều người nghe tới đây là ố với á liền luôn, là thôi bà ơi, đã bị bệnh thì thôi đi khám đến bác sĩ. Ok, ai có được cái suy nghĩ đó là quá hay luôn các bạn, bởi vì đó là cách chính xác nhất, nhanh nhất và trực tiếp nhất để các bạn có thể chẩn đoán bệnh. Tuy nhiên các bạn nghĩ lại đi, có phải ai cũng sẵn sàng cởi quần rồi bỏ cả quần lót rồi nằm lên giường rồi mở chân ra cho người khác khám không? Chắc chắn là không, đúng không các bạn? Nó ngại kinh khủng khiếp luôn á. Thì có một cái khóa nhỏ xíu không đáng để kể, mà Chubby tham gia trong cái lớp về những bệnh lây truyền qua đường tình dục của các bác sĩ gia đình ở bên Úc á. Họ dạy online á các bạn. Thì họ có hướng dẫn cái cách để hướng dẫn cho bệnh nhân của mình tự khám tại nhà. Và bây giờ Chubby hướng dẫn cho các bạn ha. Bây giờ các bạn hãy ngồi dựa lưng vào một bức tường, ngồi thẳng lưng các bạn nhé. Các bạn có thể lót một cái gối ở phía sau lưng của các bạn để cho nó dễ chịu. Và vì vậy các bạn sẽ hơi ưỡn người ra một chút xíu các bạn. Bạn nào mà đang xem có thể mà ở đây không có ai, các bạn có thể tạm ngưng video một chút xíu và các bạn làm theo mình. Tiếp theo là đương nhiên là các bạn sẽ ngồi thoải mái và các bạn cởi hết quần ra. Sau đó các bạn sẽ chống hai chân lên cái phần giường của các bạn á, chống hai chân lên ha các bạn ha. Và các bạn mở hai cái chân của mình ra nè. Yên tâm, lúc này ở đây mình đâu có ai, đúng không các bạn? Lúc các bạn đang làm điều này chắc chắn là các bạn đang ở một mình và cũng đang xem video này một mình. Và tiếp theo là các bạn sẽ đặt một cái gương với kích thước vừa phải chiếu trực tiếp vào vùng âm hộ của các bạn. Xong rồi sau đó là các bạn sẽ bộc lộ toàn bộ cái quần. Thậm đương nhiên là phải bỏ cả quần lót ra ngoài luôn nha các bạn nha. Và nếu như mà bạn nào bị cận nặng như cái bên này thì các bạn có thể trang bị thêm một cái đèn pin. Và chúng ta bắt đầu vô phần chính thôi các bạn ha. Các bạn sẽ dạng rộng hai chân một cách tối đa có thể. Tiếp theo nữa các bạn sẽ dùng cái tay này để các bạn cầm đèn pin. Còn tay bên này thì các bạn sẽ đưa xuống để các bạn mở ra cái vùng âm hộ của các bạn sau khi đã được làm sạch. Đầu tiên chúng ta chỉ nhìn thôi nha các bạn nhé. Các bạn mở ra và tiếp theo là các bạn chiếu đèn pin trong lúc mà cặp mắt các bạn nhìn vào cái gương để các bạn soi xem có bất cứ một cái dấu hiệu hoặc một cái màu gì lạ ở cái vùng âm hộ hay không. Ví dụ như là có một cái khối gì đó màu nâu đen hay không, hay là có một cái khối gì đó mà nó bất thường hay không. Cái việc nhìn này nó diễn ra nhanh thôi các bạn, khoảng 10-15 giây. Tiếp theo thì các bạn có thể bỏ đèn pin xuống và các bạn sẽ lấy một cái găng tay. Lấy găng tay cái này là theo lý thuyết, nhưng mà theo kinh nghiệm của mình, nếu được các bạn sẽ sử dụng một cái bao cao su, bởi vì bao cao su thường là nó sẽ có một chút xíu chất bôi trơn ở trong đó rồi các bạn. Và các bạn sẽ đeo bao cao su vào hai ngón tay luôn ha các bạn ha. Và mình sẽ nhẹ nhàng mình mở chân ra và mình đưa ngón tay vào bên trong âm đạo. Và các bạn sẽ rà một cách nhẹ nhàng xung quanh cái thành âm đạo. Nếu như trong quá trình mà các bạn rà mà các bạn thấy có một cái khối gì đó nó nhỏ và nó nhô lên, các bạn có thể di di nó một chút xíu để xem nó có cuống hay không, nó có di động hay không, và đưa vào sâu tối đa nhất có thể. Ở khúc này sẽ có nhiều bạn thắc mắc là bác sĩ nói là em không có được thụt. Thực sự ra cái này nó khác hoàn toàn với việc thụt tháo nha các bạn. Các bạn đang tự khám vùng kín tại nhà. Và sau khi mà các bạn đã rè xong cái vùng âm đạo bên trong rồi, các bạn rút găng ra và đừng giục vội. Các bạn cần phải đưa lên như thế này.
các bạn nhìn ở trên cái bao cao su đó xem có huyết trắng hay không. Huyết trắng đóng cục trắng hay là huyết trắng có mùi xăm hay là huyết trắng có màu rỉ sét. Tiếp theo nữa là nếu như các bạn để ở ngay cái khoảng cách này mà các bạn không thấy có mùi khó chịu thì tức là nó đang là mùi bình thường. Còn nếu như ở ngay vị trí này mà các bạn phải như thế này, tức là cái mùi này là mùi của bệnh lý đó các bạn. Sau đó thì chúng ta mới nhẹ nhàng bỏ cái vùng bao cao su này vào sọt rác. Vậy là các bạn đã khám xong cái vùng kín của các bạn tại nhà. Rồi, bây giờ ai nên làm phương pháp này? Những ai mà ngại ngùng cái việc đi đến với các bác sĩ sản phụ khoa hoặc là các bác sĩ da liễu, các bạn có thể tự làm động tác này tại nhà. Và nếu như mà mình không khám ra cái gì cả, mình không tự kiểm tra ra cái gì cả, thì ok, chúc mừng các bạn. Các bạn không phải bị bệnh lý vùng kín, không bị u nhú, không bị u sùi, không bị hẹp pes, không bị sùi màu gà. Còn nếu như trong bất cứ một cái khâu nào mà các bạn đang kiểm tra mà các bạn thấy bất thường về màu sắc của huyết trắng nè, về lượng của huyết trắng nè, về đóng cục hay là có bọt nè, hoặc là mùi tanh nồng nè, hoặc các bạn sờ thấy một cái khối nhô lên khỏi cái vùng kín của các bạn, thì các bạn cần làm tiếp bước thứ hai, đó chính là đến với các bác sĩ chuyên khoa. Chúc các bạn có thể tự mình kiểm tra được vùng kín tại nhà và an toàn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.